Vinh quang trong Thù Hận của Song Hye Kyo dẫn đầu top 10 phim truyền hình toàn cầu. Vai diễn lột xác của kiều nữ hàng đầu xứ sở Kim Chi Song Hye Kyo trong bộ phim The Glory, Vinh quang trong Thù Hận đã vươn lên. Dẫn đầu top 10 phim truyền hình toàn cầu, phim không nói tiếng Anh. Phim mới của Song Hye Kyo chính thức ra mắt ngày 30 tháng 12 năm 2022. Phim hấp dẫn khán giả ở nội dung hay và diễn xuất tốt của dàn diễn viên từ chính đến phụ, đặc biệt là nữ chính Song Hye Kyo. Phim có đề tài về bạo lực học đường. Nhân vật chính Moon Jong-un là cô gái chịu nhiều tổn thương thể xác lẫn tinh thần từ những hành vi bạo lực của nhóm bạn con nhà giàu. Chúng tìm mọi cách hành hạ nữ chính, thậm chí còn dùng cơ thể của cô để thử độ nóng máy làm tóc. Tuy làm rất nhiều điều xấu với bạn nhưng chúng lại không bị pháp luật xử phạt bởi mẹ của ác nữ có nhiều mối quan hệ với những người có chức, có quyền. Những tưởng trường học là nơi giáo viên sẽ bảo vệ học trò nhưng thầy giáo chủ nhiệm của Moon Jong-un còn đánh đập, dè bỉu cô học trò không thương tiếc. Thầy giáo thể dục thậm chí còn đưa chìa khóa cho đám bạn để chúng dễ bề bắt nạt Moon Jong-un. Không chịu khuất phục, cô nữ sinh Moon Jong-un vạch ra kế hoạch vô cùng tinh vi để trả thù những kẻ hãm hại mình. Bên cạnh kịch bản chất lượng đến từ Kim Eun-suk, biên kịch vàng của làng phim ảnh Hàn, cùng đạo diễn bậc thầy An Ju-ho thì diễn xuất xuất sắc của dàn diễn viên từ chính đến phụ cũng nhận được vô số lời khen của khán giả. Nếu như Song Hye Kyo từng ghi dấu ấn trong nhiều phim tình cảm, hài hước, xây dựng hình tượng ngọc nữ thì trong Vinh quang trong Thù Hận, nữ diễn viên lần đầu đóng dạng vai phản diện. Sự tò mò, háo hức và kỳ vọng của khán giả đối với bộ phim bộ mới, hình tượng mới của Song Hye Kyo vì thế cũng tăng cao, trở thành yếu tố quan trọng giúp lượng khán giả xem phim tăng cao. Điều quan trọng là Song Hye Kyo đã không làm khán giả thất vọng. Bài diễn này đánh dấu bước ngoặt mới trong sự nghiệp của nữ minh tinh Hàn, khẳng định tài năng biến hóa của Song Hye Kyo rằng dạng vai nào cô cũng có thể đảm nhận, không riêng gì chỉ làm tốt vai chính diện. Nhân vật Moon Jong-un đảm nhận vừa ma mị, bí ẩn, cuốn người xem từng phân cảnh. Sau khi lên sóng, phim nhanh chóng trở thành cơn sốt trên toàn cầu. Với cốt truyện đan xen phức tạp xoay quanh những mối hận thù kéo dài hàng chục năm và những kế hoạch trả thù thỏa mãn. Trong tuần đầu của tháng 1, mùng 2 tháng 1 đến mùng 8 tháng 1, Vinh quang trong Thù Hận xếp thứ 1 trong danh sách top 10 phim truyền hình toàn cầu, phim không nói tiếng Anh. Với số giờ xem tích lũy hàng tuần là 82,48 triệu giờ. Bộ phim cũng được xếp hạng trong top 10 phim truyền hình trên toàn cầu ở 62 quốc gia. Với những thành công vang dội của phần 1, khán giả Hàn cũng như khán giả quốc tế đang rất háo hức chờ đợi phần 2 của Vinh quang trong Thù Hận sẽ ra mắt vào tháng 3 tới.